Sáng nay 14 tháng 11, khoảng 350 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sunlim Vina tại khu công nghiệp Sonadeji Châu Đức đã đình công do bức xúc với nhiều quy định về nội quy làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và tiền lương tiền công của công ty. Ngay khi nhận thông tin phản ánh của người lao động, đại diện các cơ quan chức năng của tỉnh gồm Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Phòng lao động thương binh xã hội và Liên đoàn lao động huyện Châu Đức đã kịp thời có mặt làm việc với đại diện công ty để tìm hiểu vụ việc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sunlim Vina, khu công nghiệp Sonadeji Châu Đức là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất mặt hàng ba lô túi sách. Hiện công ty có khoảng 350 lao động, phần lớn là lao động nữ. Theo các công nhân, công ty có nhiều quy định vi phạm bộ luật lao động, xâm phạm quyền con người liên quan đến quy định giờ làm việc, thời gian nghỉ phép, việc tăng lương, thưởng, đặc biệt là quy định về đi vệ sinh khiến nhiều lao động bức xúc. Vấn đề mà đi vệ sinh với uống nước á, trong khi một ngày có 8 tiếng thôi mà cấm hết 4 tiếng rồi, cấm uống nước đi vệ sinh thì cái đó là cái nhu cầu của mỗi người mà sao lại cấm như vậy. Mà ví dụ như 30 phút mà 31 phút là đi là chửi cho nhục mặt luôn, chửi mà hả, chửi giống như muốn ăn thịt mình luôn vậy đó. Nghỉ 2 ngày là trừ mất 30% lương, có khi là trừ 50% lương, mà chỉ cần lỗi nhỏ cũng bị trừ. Nói chung là bắt tất cả mọi thứ. Mà bây giờ gần tới ngày mà cuối tháng, cuối năm của mình rồi, mà trừ hết tháng lương 13, người ta có tháng lương 13 thôi, mà một năm thôi đó, mà trừ hết thì chị nghĩ coi, con cái rồi thuê phòng trọ nữa, tiền người ta có bao nhiêu đâu mà trừ hết như vậy, chị nghĩ có công bằng không? Một tùy tháng là tháng có 30, tháng có 31, nhưng mà tháng nào mà có 31 ngày thì đáng ra tụi tôi phải được 27 ngày công, nhưng không, công ty chỉ tính có 26 ngày công. Công nhận ngày hôm đó là chúng tôi đi làm không có tiền là vậy. Còn những cái ngày mà thí dụ như thứ bảy công ty cho nghỉ, nhưng mà khi mà tụi tôi bệnh hoạn hay cái gì đó chúng tôi nghỉ một ngày thì công ty trừ luôn ngày thứ bảy đó. Ngay khi nhận được phản ánh của người lao động, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có mặt làm việc với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Sunlim Vina. Theo đại diện công ty, vào sáng thứ bảy ngày 12 tháng 11, công ty đã đưa ra một số quy định và gặp các tổ trưởng để tiến hành lấy ý kiến người lao động. Theo đó, buổi sáng người lao động phải có mặt tại công ty trước 10 phút và ngồi vào chỗ làm việc trước 5 phút. Mỗi tháng một người chỉ được nghỉ một ngày phép và mỗi ngày một chuyền chỉ được một người nghỉ phép. Trong một dây chuyền sản xuất có 25 người thì mỗi lần chỉ được một người đi vệ sinh. Người này đi xong thì người khác mới được đi tiếp. Nếu người lao động không chấp hành các quy định trên sẽ gặp bất lợi khi công ty điều chỉnh lương và bị cắt trừ từ 50% tiền thưởng trở lên. Công ty muốn chấn chỉnh thái độ làm việc, ý thức làm việc của người lao động. Vì vậy, công ty mới có đề xuất triển khai lấy ý kiến người lao động. Công ty cũng chưa nghiên cứu kỹ quy định, quy trình thực hiện, chưa nắm kỹ quy định pháp luật Việt Nam và cho rằng những quy định này không trái pháp luật nên mới đưa ra. Đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp và Công đoàn các khu công nghiệp cho rằng quy định công ty đưa ra không chỉ vi phạm Bộ Luật Lao Động mà còn vi phạm Hiến pháp Việt Nam về quyền con người. Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành thì những cái quy định của công ty á, mặc dù là cũng chỉ có lấy ý kiến tham khảo ý kiến người lao động nhưng mà nó đã thể hiện ra là thứ nhất là mình làm không đúng theo cái quy trình về thương lượng, rồi cái thứ hai là mình làm không đúng theo quy định pháp luật, thứ ba là mình làm không đúng theo cái nội quy đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp xác nhận, rồi cái thứ tư á, là có những cái quy định của công ty nó nếu mà mình ban hành một văn bản chính thức thì là nó sẽ vi phạm quyền con người. Rồi xong rồi nó còn vi phạm những cái quy định cấm của pháp luật lao động. Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Sunlim Vina thực hiện đúng quy định bản nội quy lao động mà công ty đã xây dựng trước đó và được Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận. Công ty phải trả lương cho người lao động đình công ngày 14 tháng 11 và thông báo cho người lao động quay trở lại làm việc vào ngày 15 tháng 11. Đại diện công ty đã thừa nhận sai sót và cam kết sẽ điều chỉnh những nội dung không đúng quy định pháp luật Việt Nam.